Chỉ cần gõ tên Bùi Tiến Dũng vào công cụ tìm kiếm của Facebook, ngay lập tức đã có hàng chục tài khoản có tên Bùi Tiến Dũng, thủ môn đội tuyển U23 hiện ra. Với tài khoản tên Nguyễn Quang Hải cũng vậy. Để tăng tính thuyết phục, những tài khoản giả mạo này còn nói rõ trên trang cá nhân chính đã vượt quá số lượng bạn bè nên cần phải mở trang mới, khiến không ít người tin tưởng là thật. Bình thường mình thường tìm kiếm các cầu thủ qua công cụ tìm kiếm của Facebook, và mình thường vào mình đều thấy là hình ảnh các cầu thủ đều giống, đều có lượt người theo dõi cao, nên mình khó để phân biệt đâu là trang Facebook thật và Facebook giả. Bởi vì mình cũng không đoán được đâu là trang cầu thủ thật, nên là mình chỉ dựa theo việc nhiều người like, follow, thế nên là mình cũng kết bạn với rất nhiều tài khoản có tên cầu thủ, như là theo dõi nhiều trang các cầu thủ. Thì đến gần đây mình mới nghe tin là có trên mạng có hàng trăm các cái trang giả mạo các cầu thủ, nên là mình cảm thấy rất là hoang mang. Theo các chuyên gia bảo mật, việc lập tài khoản Facebook ăn theo các nhân vật, sự kiện nổi tiếng để lừa đảo người dùng không phải là chiêu trò mới. Tuy nhiên, vẫn có không ít người dùng sập bẫy do với mỗi sự kiện, tin tặc lại có những biến tướng tinh vi. Thì kẻ xấu tạo ra những cái tài khoản hoặc là những cái fanpage giả mạo nhằm mục đích là để kiếm like, view, kết bạn và tăng cái lượng tương tác. Thì sau đó kẻ xấu sẽ chuyển những cái tài khoản này thành dạng fanpage và có thể dùng để bán hàng online hoặc là bán lại cho những đơn vị mà có nhu cầu quảng cáo dịch vụ ấy. Thì như vậy sẽ gây ra những cái phiền hà cho người sử dụng. Về Facebook thì từ trước đến nay mỗi lần thông báo, nếu mà là thông báo từ Facebook chính thống thì họ chỉ có một cách thông báo duy nhất, đó chính là notification. Phần thông báo chính của Facebook họ không bao giờ thông báo qua dạng tin nhắn. Vì vậy nên với các trường hợp nhận tin nhắn thông báo khuyến mại trúng thưởng thì nên xác minh với chủ của cái tin nhắn đấy là một. Thứ hai đó chính là sử dụng tính năng lọc tin nhắn của Facebook. Và thứ ba đó chính là không điền bất cứ thông tin gì với những form đăng nhập lạ, đặc biệt là thông tin về tài khoản ngân hàng. Không chỉ có sự kiện này mà vào dịp cuối năm, kẻ xấu cũng lợi dụng các chương trình tri ân khách hàng của các doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đó, kẻ xấu cũng đã lập ra các website giống tên của các doanh nghiệp để thông báo chương trình tri ân khách hàng, rồi yêu cầu khách hàng nộp tiền để nhận thưởng. Theo thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có khoảng 700 tên miền đã được lập ra để tấn công lừa đảo người dùng.